Công an mới đến đây, họ nói là mày có liên quan đến cái chết của thằng Vương và hiện đang cố tình tránh mặt. Mấy ông công an tào lao. Mày không giết thằng Vương chứ? Con trai của bộ không có ngu. Thằng nào? Hay là anh về nhà với bố mẹ đi. Nếu như không phải tại vì em thì anh đã không phải khổ sở đến như vậy rồi. Em có thưởng anh nhỉ? Anh đã nói là vì em anh có thể làm tất cả rồi còn gì. Là em làm hại anh, là em kéo anh xuống. Sao em lại nói thế? Em chả liên quan gì cả. Thế rốt cuộc là đôi giày của anh bị làm sao? Em nhớ là lúc ở trong quán anh vẫn đi mà. Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? Thì anh cứ trả lời đi. Xin chào. Khá quá nhỉ. Tôn hình giả giả anh Tôn à? Tao muốn mày up cái này lên mạng một cách nặc danh. Hoặc là khi nghe tin tao bị bớ, đưa nó lên. Đã chết còn đăng ảnh câu like. Chuyện gì vậy? Cô gái này có liên quan tới City Boy. Nhưng có gì đặc biệt? Thấy bảo đã chết rồi anh ạ. Anh xem nào. Báo cáo thủ trưởng, hiện tôi đang quan tâm đến đối tượng này. Đây là trường hợp duy nhất chưa xác định được danh tính. Tôi cũng để ý đến cô ta. Theo linh cảm của tôi, cô ta không ngẫu nhiên xuất hiện tại quán Bao Bom, mà dường như có sự sắp đặt từ trước. Tôi nhận định có ba đối tượng quan trọng nhất trong vụ án này, đó chính là Long, Tuyết và Gây Sa. Và dường như cả ba đều liên quan đến nhau. Nếu làm rõ được, chắc chắn sẽ phá được án.